ánh sáng trong nội thất, cách phân loại và giá trị cảm xúc. Trong nội thất, ánh sáng được chia thành 4 nhóm chính, đó là ánh sáng tự nhiên, ánh sáng cục bộ, ánh sáng điểm và ánh sáng nhấn. Dựa vào đó để thiết kế phân khu chức năng và thiết kế nội thất sao cho phù hợp. Với ánh sáng tự nhiên, việc đưa ánh sáng tự nhiên vào không gian là giải pháp thực sự hữu hiệu để đem lại sự thông thoáng, trong lành và cảm giác ấm áp cho bầu không khí chung của môi trường sống. Để tận dụng được nguồn ánh sáng tự nhiên vô giá này, các nhà thiết kế thường đưa nhiều sự liên kết giữa ngoại cảnh và nội thất vào không gian như cửa sổ, giếng trời cùng nhiều biến thể của hai yếu tố trên để từ đó định hình được mặt bằng bố trí trong không gian dựa vào từng khoảng hở kiến trúc ấy. Ánh sáng cục bộ. Ánh sáng cục bộ là loại hình ánh sáng trong nội thất khá phổ biến và được sử dụng nhiều trong tất cả mọi thể loại công trình. Đây là ánh sáng mang ưu điểm tối ưu trong việc chiếu sáng toàn diện. Chính vì vậy, nó thường được sử dụng với chức năng soi chiếu cho các công việc vệ sinh hay những không gian lớn như trung tâm thương mại hoặc nhà xưởng. Ánh sáng điểm. Ánh sáng điểm thường được sử dụng để điều hướng và nhấn mạnh sự tập trung của thị giác con người vào một điểm hay một cụm thành phần nào đó trong nội thất để từ đó nêu bật tầm quan trọng của các khu vực trong không gian. Ánh sáng nhấn. Không được sử dụng rộng rãi như ba loại hình ánh sáng trong nội thất đã kể trên, nhưng ánh sáng nhấn lại góp phần cực kỳ quan trọng trong việc hoàn thiện cảm xúc của không gian. Các loại đèn như đèn gắn tường, đèn sân vườn và những đèn uốn trang trí là ví dụ tiêu biểu cho ánh sáng nhấn. Hy vọng sau video này, các bạn sẽ có thể vận dụng được các loại ánh sáng phù hợp hơn với không gian nội thất của nhà mình nhé. Follow kênh để biết thêm nhiều kiến thức hay.